Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Xin chào Vũng Tàu. Lần nào cũng vậy, có dịp đi Vũng Tàu là mình cứ ghé ở khách sạn Malibu. Khách sạn này nó không có quá lớn ha, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là dễ chịu. Và trong khi cả đoàn mình còn đang nằm ngáy, đang nướng trên giường, thì bây giờ mình sẽ đi tìm một cái nhân vật, đi đảo đảo để tìm một nhân vật tiếng rao và nó quay cái chương trình tiếng rao. Và nếu như quý vị các bạn còn nhớ thì cách đây 6 tháng mình đã có quay một cái video của một cái cụ bà đã ngoài 80 tuổi, cụ làm kẹo chỉ. Mình với cụ Tí với lại bà ngoại là cả gia đình mình rất là thú vị với cái xe kẹo chỉ của bà. Bà hay đứng ngay chỗ cái bánh khọt gốc Phú Sữa mà ngày hôm qua thì mình không thấy, cho nên hôm nay mình là suy nghĩ mình muốn trở lại chỗ đó. Tại vì cũng có một số khán giả nhắn tin với mình, ở chú ơi sao chú đến ăn bánh khọt gốc Phú Sữa mà sao chú không có tìm lại cái bà cụ mà làm kẹo kéo chỉ, cái nhân vật đó mà làm tiếng rao thì hay lắm. Mình thấy rất là hay, bởi vì lúc nào cũng phải nhờ khán giả, phải có khán giả thì mới có comment chứ, đúng không? Nào, mời mọi người đi một vòng. Cửa cho nó. Hồi trước mình thấy bà hay đứng ở chỗ này nè, nhưng mà hôm nay không thấy bà bán ở đây nữa, không biết nữa. Để hỏi mấy bạn này coi bà. Ủa cái bà cô mà kéo bán kẹo chỉ ở đây có còn bán không? Cái cô bán kẹo chỉ đứng đây nè. Bà không bán không. Bà lần này bà lâu lâu bà vậy gần tạm bán. À yếu hả? Mà mùa này khách nó bắn. Dạ dạ. Nói bà có bữa bán bữa không. Ủa mất vườn đâu rồi ta? Hãy có tìm cách. Có một con buồn. Không biết có ai biết nhà của cổ không để hỏi. Cái bà hình như là đang ở cái vị trí nhà bà ở đường số cái Nghệ Tĩnh rồi. Dạ dạ dạ. Thôi đi lên xe đi nghe, đi tìm nhà trọ của nhà thử. Có khi đi tìm nhà của bà chứ. Dạ. Lên xe đi sang ơi, đi tìm. Chỉ đâu ta? Lén lén dắt cái xe bà đi giấu. Đây quý vị các bạn ha. Quý vị các bạn nghĩ sao nếu như mình sẽ làm đây là cái đề tài tiếp trong một tập tiếp theo của tiếng rao. Vâng, bạn nhớ con không? Không nhớ. Nhớ. Dạ. Nhớ mang máng cái đầu. Nhiều quá. Vâng. Bà khỏe không? Mấy lần rồi mà yếu thì nhận. Yếu hả? Hôm qua ra cũng đâu có thấy bà bán đâu. Đi vẫn nghỉ. Vâng. Không có khách hả? Hồi trước bà bán ấy, bây giờ bà bán được mình. Thôi bà làm cho con đi, làm cho con ít cái đi. Nè, bà đi lấy dừa nè. Dạ. Đi lấy dừa. Lấy đâu lấy gió? Con bé con đứa mới gọi. Dạ. Anh là bên Bé Vân đúng không? Bé Vân nào? À lấy bài bạn này hả? Cái bạn kia đang chuyển xuống. À. Đó, quý vị bạn một cái xe kẹo chỉ đó, đơn giản cái thương vậy thôi. Đó, nhưng mà dạ. Đơn giản anh ơi.
Ba chạy đi lấy dừa. Lấy ở đâu? Ồ, ở đây mình không biết là mình làm, mình quay ở đây có được không nhỉ? Quay hả? Anh đến quay cái chương trình tiếng rao của anh á hả? Bình thường, tại vì sợ khách họ đến ủng hộ cho bà đông á. Em có coi chương trình đó của anh không? Vì sợ thôi, người ta không có tiền. Dạ. Tính làm cái chương trình tiếng rao đó, rao qua để giúp bà nè. Dạ. Đó, mấy cái cả đám. Bà đâu nhớ con không? 6 tháng trước rồi. Dạ đúng rồi, bà đứng ở đó đông lắm rồi đó. Dạ. Sau đó có ai, có nhiều người tới ủng hộ bà không? Có mà ít chứ. Dạ. Thường bà đi bán mấy giờ bà? Dạ. Dạ. Sáng sớm mấy giờ bà ra khỏi nhà? Tâm lên đi. Dạ. Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đâu lần? Dạ. Nhà đi mướn. Dạ, mướn ở đâu bà? Bây giờ hai em mới về chơi nhà thì bà. Dạ. Nhà chơi ngay rồi. Dạ. Nhà bà mướn ở đường gì? Số biết nghe tỉnh hay gì hả? Nghe nói vậy. Bà cũng không biết luôn. Hay quên đi. Trời. Hôm nay bà bao nhiêu tuổi nè, kìa kiểm tra lại coi bà còn nhớ tuổi bà không nè. Bà 8 mấy? 81 mà. 81 à. Bà ngoại quen thật. Dạ. Quê bà ở đâu? Hà Đông, Hà Nội. Đó, quê bà Hà Đông, Hà Nội. Con quên bà quý danh bà là gì, hôm bữa quay con không hỏi nè. Bình. À bà, đây ngoại Bình. Ngoại Chu Thị Bình, quê ở Hà Đông, Hà Nội nha. Dạ rồi. Vâng, thôi để con đứng chơi với bà cho vui. Dạ. Hôm nay bà bán bao nhiêu bánh vậy? Hôm nay bà bán bao nhiêu? Thấy đầu bên trong chậu. Nhớ. Dạ, dạ. Bà nhớ chứ, bà cũng nhớ chứ. Một ngày bà bán bao nhiêu được bao nhiêu cái? Trời ơi, thứ bảy. Bán hết cái này bao nhiêu? Bán sao hết được? Không hết được. Bây giờ, cả... bây giờ nó vắng quá hả bà? Sau cái dịch này nó vắng quá hả? Vâng, bán dạ. Chứ còn bán thì sẽ bán vậy. Dạ, dạ. Ủa bên đó không cho bán nữa hả? Có, nhưng mà bây giờ... Bây giờ cũng vắng. Chiều mới bán. Dạ. Bây giờ ngồi đây mà nói, trời ơi, không ngồi. Đây. Hôm nay con xuống con tìm bà để mai mô tới đây con quay cái chương trình tiếng rao với bà, con giúp bà nha. Dạ không, con đi tìm mấy cái người mà bán những cái gánh hàng hè phố vậy nè. Vâng, con giúp nhiều người lắm rồi, con bán thì mấy cái mạnh thường quân á, họ sẽ xem xong họ giúp tiền cho bà. Có khi một ngày, có khi bán một buổi cho bà khoảng một tiếng đồng hồ thôi mà khoảng được 20 triệu đó, bà tính không? Không, con nói thật nha. Không, đúng không? Cái tiếng rao quanh đó có ngày bán được, có một buổi, có khi con buổi bán được 20 triệu, có buổi bán mười mấy, có buổi bán 30 triệu. Rồi con bán, con giúp bà nha. Được, con sẽ giúp bà làm đã, bán được. Vậy là cái dạ, chục cây kẹo hả? Ừ, thì con đi mua kẹo, mình đi mua kẹo trước, mình làm kẹo trước cho bà bán chừng. Làm sao được? Làm trước sao? Dạ. Làm trước không được. Không. Phải bà làm hả? Có mình bà làm thôi hả? Có ai biết làm nữa? Ui, không có ai biết làm đâu. Để đổ chú làm rồi nè. Tôi đổ chú làm. Rồi bây giờ quay bà là hơi khó nha, làm sao mà quay để mình có một ngày bà bán được chừng 20 cây không?
Ơi, họ có ngày thứ thứ bảy chủ nhật thì may ra thì được 15 cây. Ôi ôi. Còn không thì chỉ có 10 cây. 15 cây một cây bà bán là bao nhiêu tiền? Chú đi đâu? Dạ. Ở chùa lúc con đi còn đông đúng không? Dạ. Dạ. Một ngày bán được chừng 10 cây, 15 cây, một cây bà bán bao nhiêu tiền? 10.000. Đó, các bạn có nghe chưa? Đó, một ngày bán được có khoảng 100.000 không tới nữa. Thế là còn 10 ngàn cái. Dạ. 10 ngàn một tháng thì 10 là bằng trả giá nữa. Người đã giá nữa hả? Trời trời, thấy ba cụ bán nha mà còn trả giá nữa, tàn nhẫn như trời. Rồi sao sống? Bà thuê tiền nhà bà bao nhiêu? Bà thuê nhà tiền bà nhà bà bao nhiêu? Nó lấy các em lấy các cái lấy làm vui. Dạ. Nên là chạy nhà mình đi bán cho nó. Dạ. Có đứa thì nó thương lấy nhà tiền. Dạ. Ôi hôm nay con thấy bà yếu rồi nha, 6 tháng trước là bà lanh lắm luôn. Đúng rồi. Đúng không? 6 tháng trước lúc anh quay bên đó nó thấy bà nhanh nhẹn lắm luôn mà sao bữa nay thấy bà chậm mà thấy bà quên nữa, bà nói không bà không có. Đây đã anh quay qua rồi đó. Quay qua để bà ghé luôn rồi. Rồi. Bà cứ làm lại ra cho con chừng 20 phần. Để bánh. 20 cái kìa hả? Vâng. Thôi nói đùa chứ bà làm cho con ít cây thôi để bà còn sờ còn sức bà la bà làm cho người khác nha. Bà làm cho con 5 cái thôi. Đó. Làm bao nhiêu làm như bà không lấy tiền con. Không 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 bà. Tội chết. Không đâu có tội gì. Bà không lấy tiền của con là mới con mới bị tội nặng á. Nghèo như nghèo nhưng mà có người cho làm gì. Ôi giờ bà ở đây đâu có ở dai đúng không bà? Bình bà đó. Đang nhớ mãi cái đầu chọc. Nhớ mãi đầu chọc. Khói gọi cảnh bà là bữa mình làm mắc cười chết luôn á, vui cười bể bụng. Khó làm lắm. Mom dễ mà. Dạ. Đây kẹo chỉ tuổi thơ nè, bây giờ làm gì có. Cho nên bà nói bây giờ không ai làm kẹo này á, làm sao mà bà ai làm kẹo bây giờ. Cho nên giờ muốn mà bán 100 cây cũng không biết bán làm sao. À, người ta mua nó 10 cây, 2 cây, 20 cây thì thấy là cuống kéo. Yeah. Mà không có kéo sẵn dừa không có được sẵn. À không có kéo sẵn được hả bà? Sẵn cái dừa này cũng không được nữa. À chết cha, cái này tình hình hơi căng. Đó, thấy bà kéo điệu nghệ không? Rất là đẹp luôn. Thôi hôm nay mình sáng nay mình khỏi ăn sáng, mình ăn kẹo trừ cơm. Ăn no đi. Ăn no đi càng được. Ủa cái này mà cha, để con tính nha, tuần sau mình đi Cà Mau rồi ha, sau mình đi Cà Mau rồi coi, mà bây giờ không quay sớm cho bà là để, coi để sao không thì... Thôi tuần tới xuống quay cho bà đi. Con không dạy là nhà cô chơi. Dạ. Chứ bây giờ thấy con thấy bà yếu quá mà. Tuần sau mình tính đi Cà Mau, nhân vật cũng rất là hay luôn. Người quý bà thì là thăm bà cái này đi xuống đây ăn bánh phật đi nè. Mà đi được mà. Trời gì bán trái nắng, bán nước trái cây dễ thương ghê. Thiệt. Sao Vũng Tàu này tôi thấy ai cũng dễ thương hết á. Không, con này. Ờ, đó. Có làm anh một ly đại gì đó. Con này nó thương con. Dạ. Ồ, đứng đây tổ chức bán được không ta? Có lý á. Bán gì? Đó mình xin trong nhà. Dạ, thì bứng phụ bán cho bà nè, xong người ta đến đông lắm. Con tổ chức cái con gọi người ta đến. Đông quá thì chị phải kéo sẵn. Dạ thì phải kéo sẵn, có khi là sáng con ra con kéo với bà trước. Bây giờ là yếu nó cũng. Nhưng mà muốn mà bán mà đông, thường bà bán buổi sáng, bán buổi chiều ta? Buổi sáng. Cả ngày đi. Cả ngày hả? Thứ bảy chủ nhật là bán tận tối. Thứ bảy chủ nhật bán tận tối. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật sẽ đông đúng không bà? Vâng. Đấy cái đợt này chú đi đấy.
À, không thôi mình đi quay sáng chủ nhật đi. Thôi để con tính lại. Thứ bảy được. Thứ bảy cũng được ha. Thứ bảy thì đông lắm. Dạ. Mình quay đến số hộ chứ. Quay đến số hộ chứ. Đâu có gì đâu số hộ mà, trời. Con quay được con bà con, tại vì cái chương trình của con là thứ nhất là sẽ hỗ trợ cho bà là đầu tiên là riêng chương trình là sẽ hỗ trợ cho bà 3 triệu nè. Rồi gạo nè, nước mắm, mắm muối rồi nè. Rồi các cái mạnh thường quân họ biếu bà nữa. Tổng cộng con giúp mỗi lần con quay vậy là người ta có khi có tới 20 triệu luôn. Có người còn thu được cả 30 triệu đó nha bà. Thôi con giúp bà một coi như có một lần để bà kỷ niệm. Ăn đi nè. Dạ rồi thì con ăn rồi bà bỏ vô bịch con đi. Còn đám kia nó còn ngủ say, lát về con đè tụi nó lên con nhét vô miệng đó. Mấy cái đến trẻ. Bà có làm đi. Bà có làm con đứng nói chuyện chơi. Nào, 10 cái, 10 cái thôi, con tặng. Con mua. 10 con. Lâu quá con không xuống. Thôi. Bỏ nghe chưa? 10 con lâu quá con không xuống. 6 tháng rồi. Con giúp bà cái chuyện còn lớn chứ cái kẹo ăn thua gì đâu mà không mời con. Để được không? Không biết là sao bà. Hả? Bà đi làm sao mà bà lưu lạc từ ở ngoài Hà Đông mà vào đây mấy chục năm. Con nhớ hồi trước con nói chuyện với bà. Lưu lạc này nè. Quên mẹ. Là bà ở đây là bố mẹ bà và Nam này từ năm 54. Ừ. Dạ. Thế xong rồi chết hết rồi. Thế là bà giải phóng còn thằng cháu mà nó béo nó đi ở mẹ ở đâu. Ừ. Nó tiếp tục Sài Gòn. Nó không có thấy. Dạ. Bà cứ làm túc tắc lên con mua. Ừ, hết. Đừng nói chuyện với bà cho vui. Ăn đi, ăn để. Dạ, ngon quá. Nào, để chụp cho bà một tấm chân dung huyền thoại nè. Chụp hình cho ấy nó dễ nghe rồi. Bà cứ làm nha. Bây giờ bà ở đó với ai bà? Có mình. Ở mình nè chú. Dạ, có mình nè. Anh nghe ngay ở dưới rồi để tí nè. Dạ. Mời các em đến chú chơi. Số viết nghệ tỉnh hả bà? Ừ. Trường mà nay trường là trường học lỗ hết trời. Trường học đây giờ quý vị các bạn sẽ chờ cái bà ấy, bà kéo bà cành nào vừa xong đó xong rồi là bà nào vừa xong cái bà mới bắt đầu kéo chỉ nha. Mà bây giờ bà nói cái kèo kéo này giờ ai mà kéo được đâu. Không, cái cây cái kẹo đường là bà làm ở nhà đúng không bà? Dạ. Một ngày nếu bây giờ con giúp bà bán hôm nay bà con giúp bà bán ngày bán một buổi 100 cây là bà làm sao làm chuẩn bị được ta? Sao mà làm được? Chết luôn. Giờ giúp có giúp 100 cây cũng không làm được với nhau. Làm chờ thì làm đâu? Trước hả? Dạ. Chờ thì đâu. Bây giờ xếp ra đây 10 10 cái không mình làm trước. Đúng trước. Không bà? Mình làm trước. Làm trước sợ nước. Dạ. Làm trước sợ nó chảy nước. Ồ hơi khó. Vậy là mua này mua đến đâu đã ăn đây. Trời ơi, vậy là quay này hơi chua nha. Nếu mà bán mà bán cho bà 100 cây làm sao mà có nước bán như vậy bán một trăm năm chục cây cùng.
không thôi cứ làm tới đâu tính tới đó đi, nhưng mà mình chuẩn bị đường cho nhiều bà ha. Con với bà con hôm nay con sẽ đứng để con tính coi nếu được kẹo thì... ở đây ở đây này nấu thì tốn qua đây. Về là nấu kẹo mà. Dạ thôi mình cứ ráng đi, bán được nhiêu hay nhiêu. Nhưng mà con sẽ bán một cây kẹo, quý khán giả thân mến, mình sẽ bình thường bà bán một cây kẹo 10.000 mà mình mong rằng quý khán giả sẽ ủng hộ cho mình một cây kẹo 100.000. Chứ giờ không thể nào mà có thể bán được cây kẹo 100.000 là bán 100 cây là cũng ai được có ai dám bán thế. Ai dám bán thế? Dạ con dám bán đó bà. Bởi vì con bị chửi tan nát đó là vậy đó. Nó đùa với khán giả thương lắm, cho nên là có người mua một cây 1 triệu luôn mà tính không? Đó. Bây giờ quý vị các bạn khi mà mọi người xem cái video này á, mong rằng là quý các bạn bỏ comment cho mình nha, đặc biệt là các anh em ở Bà Rịa Vũng Tàu nè. Nếu quá mắc người ta cũng không nên. Dạ. Nếu quá mắc cũng không nên. Dạ không phải quá mắc. Đó thấy chưa mọi người, bà con thấy không? Đó. Đó cụ Bình nó rất là mình nói phải nói là rất là tự trọng luôn, nói bán lấy quá mắc không nên, nhưng mà không. Cái này là một cái chương trình thiện nguyện nên người ta sẽ vừa mua vừa ủng hộ bà. Không. Có đứa thì nó ở lấy 5.000 ở phía bán thì mình muốn 5.000. À 10.000 mà nó còn chê. Nhưng mà hôm tới nè sẽ có người mua cho bà một cây 1 triệu luôn, con bảo đảm bà luôn. Đấy là thương bà thì cho bà chứ. Không, con thì đấy thì vậy mình nói vậy mới vui chứ cho con đâu mà. Nói cây 10.000 mà mua 1 triệu thì nó vô lý, nhưng mà vẫn có rất nhiều người muốn giúp bà kiểu đó. Ở đây mà mua bán cái người ta bạn kiểu đàn này ác độc thế. Đàn này ác độc. Đó. Không, cái khâu nạo dừa mình sẽ nạo trước được, đúng không? Ừ. Đó. Còn kéo kẹo thì bà làm, mình tụi con chuẩn bị thêm cái khay bột cho bà nữa. Anh biết không, tại này... Thì con sẽ ngồi con kéo phụ phụ với bà. Ấy, kéo hư bỏ, hên xui. Anh biết không? Ừ. Dạ. Không, bà không hư nhưng mà mình kéo hư. Tụi con sẽ bu vô nguyên đám kéo tại quầy luôn. Thế mới bán 100 cây được chứ không cách nào bán được 100 cái được đâu. Bán này dài thì cần chờ được. Dạ. Đây ai ta mua 100 cái. Không, bán lai ra người ta tới đây đông lắm mà, chủ nhật. Nên bán sáng chủ nhật hay bán... Ba ngày nào cũng bán. Không, ý anh nói là nếu mình quay cái tiếng rau á. Rau ở chủ nhật là đông. Sáng chủ nhật không, mình kêu gọi người ta đến đông hơn đúng không? Ừ. Đông lắm. Mấy tuần nay bị dịch cho nên là bán ngay à. Mấy tuần nay bán là cũng đông lắm. Ừ. Chủ nhật tuần này mình có một đề tài rồi, đã quay ở tại trụ sở của mình á. Ở 175, 177 Phan Chu Trinh 13 Quỳnh Thạnh rồi, cho nên là chủ nhật này mình không ấy được. Để tính lại có thể chủ nhật tuần sau xuống. Quay về bà chủ nhật. Thì không ai ăn cái kẹo gì nó hết mất. Này bác Phượng. Để tôi bấm một cái. Hôm qua về nấu rồi. Cái kẹo đây này. Kẹo này bà nấu đường với lì gì mà nó ra cái màu đỏ đỏ với siro vậy? Nước dâu. À nước dâu. Ồ. Nước dâu hồi xưa đi chơi ở Hà Nội. Dạ. Đi Hà Nội lấy dâu xong hàng năm. Dạ. Năm bán hàng năm. Dạ. Thôi bà cứ kéo nha, bà cứ kéo cho con chụp. Không phải phẩm, lớp phẩm mà nó dính tay là kéo phẩm. À không phải phẩm màu, ý bà nói không phải phẩm màu. Cái này chết, cái này không kéo để mãi được. Dạ. Nụ cười của bà hơi bị là hơi bị tỏa sáng. Thôi bà làm cho con một cái coi như là cười maximum đó. Đấy, đỉnh chưa? Không như chú mà vào chỗ chú về chơi thì nó dễ. Có
Chưa chưa, bữa nay là mới là rô đai thôi. Chủ này như mấy tên mình từ năm ngoái. Trời ơi, trời tuần tới nữa là bán hỏi tay luôn á. Dạ tụi con đi mình anh. Ừ anh đi với đoàn mấy đứa Vũng Tàu hả? Rồi bữa nào xuống ra ủng hộ tiếng rau nha. Ừ anh sẽ quay giúp bà hôm nay khảo sát trước. Nhớ nha, ra ủng hộ nha. Một cây 100.000 nha. Bốn ra ủng hộ tiếng rau nha. Ừ. Tiếng rau sẽ về đến Vũng Tàu đó. Thể thôi là yêu cầu của số bà con. Ừ. Nó vững. Canh canh chụp mình với bà mấy tấm. Thôi bà cứ thoải mái. Rồi để con làm phụ này cho. Đó bà làm gì bà làm tiếp nha. Cây 100.000 mà ít thôi. Bao nhiêu cũng được bà. Rồi thôi bây giờ rảnh quá phải không? Bây giờ rảnh quá phải không? Có nước gì cho anh uống buổi sáng cho nó sung sung coi. Rồi nước ép tổng hợp đi. Ba ly. Thì ba người uống 3 ly, lại ba người uống 8 ly là 9 ly. Trời trời. Đó. Nè nghe bà nói kìa. Nhỏ này nó giàu mà nó ác với bà lắm kìa. Nói đùa chứ bà nói nhỏ nó nghèo mà nó cũng thương bà lắm. Chụp nhiều chứ anh chụp nhiều góc này nè. Trời review cá mực đúng không? Rồi ok. Cái này thêm nè. Đó này thêm nè, đấy. Rồi lát review hết. Rồi con đường này là con đường Hoàng Hoa Thám đúng không? Đường này Nguyễn Đường Tộ đúng không? Rất gần bánh khọt Gấm Vú Sữa nha. Quý bà con cô bác đến ủng hộ cho các chị các anh chị tiểu thương ở đây nha. Đâu, cái này là gần bánh khọt 14. À, lấy cái này. Bên dãy bên này là con ghẻ là sao? Ủa sao kỳ vậy? Ồ. Không sao đó anh đến thế nào cũng đông à. Tới em ghé qua em luôn nha. Rồi lát em ghé qua em luôn. Trời ơi. Đó là thợ cắt tóc đấy. Thợ cắt tóc hả? À thợ cắt tóc hả? Rồi vô luôn. Em làm đâu? Cá mực ghẹ đi muối đang me rồi đó. Cá mực mà ghẹ đi muối rồi lát mua luôn. Mua kẹo chưa? Dạ. Ở nhạc đâu vậy? Cắt. Để cho tôi quay một chút. Trời ơi trời. Mới nhạc rầm. À tắt thì không quay nữa. Dạ không, tại vì nó dính, sợ nó dính vào bản quyền đó bạn. Rồi quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì mình đến thăm cụ ha. Sau 6 tháng trở lại thấy hôm nay cụ Bình hơi yếu. Cụ quên trước quên sau rồi. Mình sẽ cố gắng quay trở lại đây trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị các bạn, có thể là tuần tới mình có thể xem lịch lại, có thể khả năng tuần tới là sáng chủ nhật mình xuống đây để mình giúp cho cụ. Rồi quý vị các bạn, các anh em nào ở Vũng Tàu ha, Bà Rịa ở Vũng Tàu á và thành phố mà có xuống đây du lịch, hy vọng là chắc là mình sẽ thay đổi cái kế hoạch của mình là sáng chủ nhật tới này. Để nhanh chóng xuống giúp cho bà, chứ không mình thấy tình hình thấy sợ bà yếu quá rồi. Tám mấy tuổi? 81 tuổi. 81 tuổi dạ. Rồi hôm nay xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Rồi. Nước gì con? Dạ, nước ép hỗn hợp thôi, sao giống nước mía vậy? Dạ rồi, rồi giờ đi làm qua đây chút nè. Cũng vớt đời em phải không? Vớt luôn.
Trời ơi, ghẹ ngon quá. Dạ, em là ghẹ răng muối. Ghẹ răng muối hả? Dạ. Trời ơi, ghẹ răng muối ngon quá vậy. Rồi, cho anh miếng này rồi, dạ. Ok. Ở đây số mấy nè, 16 Nguyễn Trường Tộ. Bánh khọt của Song Nhi là ai? Dạ, Song Nhi là trong nhà em đây. Em thuê ở đây hả? Em thuê. Trời ơi, ngon quá. Em làm nửa ký. Anh bán sao? Dạ, em bán nửa ký 150. Nửa ký 150 hả? Dạ. Rồi. Rồi anh mua ủng hộ em nửa ký ngon quá bà con. Dạ. Nửa ký ghẹ răng muối ha. Dạ. Rồi. Cái này khô gì vậy? Dạ, cái này là cá thề, cá bóng. Cái này là cá bóng nướng tiêu sọ. À. Còn đây là cá thều. Ồ. Dạ. Bán sao? Dạ, cái này là nửa ký 200. Nhưng mà anh lấy thì tụi em vẫn còn bớt giá cho mình. Thôi, hỏi bớt rồi. Ok. Cái ghẹ cho anh nha. Cái này khô gì? Dạ, cái này là cá thều. À, khô cá thều. Dạ. Món này khô gì? Cái này là cá bóng nướng tiêu sọ. Cá bóng nướng tiêu sọ ngon vậy ta. Rồi lấy anh nửa ký này đi. Thử đi. À, thử đi, thử 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 đúng rồi. Very good. Đó, bỏ cái hũ luôn nè. Hết chảy chưa? Cái này để lâu được không? Để dạ, được. Bỏ tủ lạnh hả gì? Dạ đúng rồi. Rồi mua rồi để tủ lạnh. Thứ sáu này tổ chức nhậu. Thôi trước đây bán. Thôi trước đây bán hả? Dạ, buổi chiều em đi. Đối diện cái bánh bông lan trứng muối góc cột điện nha. Là bên ngay sát bên cạnh ngay góc vú sữa. Một có cái xe của chị em tên Kim gì? Nga, Kim Nga. Rồi có cái xe của chị Kim Nga, đặc sản Kim Nga. Các loại khô muối đúng không? Dạ, ghẹ răng muối. Ghẹ răng muối. Dạ. Đó. Mực sa tế đâu đó anh. Răng muối ngực sa tế nhưng nói chung nhìn hấp dẫn lắm. Em bán đây cả ngày luôn hả? Em bán nửa ca, nói chung là em bán để xe cả ngày. Không phải em bán nửa ngày. À, ngày không phải em bán ngày. Máy, em bán tivi, tủ lạnh, máy giặt rồi đó. Rồi làm đủ thứ nha. Dạ. Có mấy đứa được mấy cháu rồi? Dạ có một bé. Một bé rồi, một bé hai vợ chồng bươn vải. Sáng vợ chiều chồng. Vợ chồng em không, xã em bán đây. Ừ. Bán. Rồi ok cho anh hai bịch. Đây khăn sạch của em để cho anh lau tay nha. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ. Rồi cho anh gửi tiền luôn. Thôi một buổi sáng ngắn ngủi thôi nhưng mà rất dễ thương ha. Hy vọng rằng sắp tới sẽ có một tập tiếng rau rất là đáng nhớ. Đây anh gửi em. Dạ, để em gửi tiền nha. Rồi thôi khỏi thối luôn. Đó. Ơi thôi gửi. Thôi tặng luôn đó, tặng đó. Thôi. Lấy không bà con. Đó. Rồi vậy thôi ha, anh xin nha. Rồi cảm ơn em. Tính nãy nó tên gì quên rồi, Kim Nga. Dạ, Kim Nga. Kim Nga, trời dạ. Tự nhiên lòi lo ra em Kim Nga. Dạ. Kim Nga, người 6 Nguyễn Trường Tộ. Dạ. Ghẹ răng muối. Dạ. Cá mai sắp chanh chiên giòn. Ờ, rồi. Dạ, mực sa tế. Mực sa tế. Trời ơi, dạ. Cái món nào nhìn. Cá nhìn cái màu nó không là thấy đủ xỉu rồi. Rồi lướt lướt cái này. Bảo đảm là bảo đảm một số người sẽ chửi tôi nữa là coi trời ơi quay cái này là mà tối mà nhìn là hay là cái giờ nào đang đói là không thể nào chịu nổi. Dạ. Nãy em nói cái khô này khô gì anh quên. Dạ, cái này là cá bóng nướng tiêu sọ. Cá bóng nướng tiêu sọ. Đây là cá đuối nóng tỏi. Còn cái này là mực sợi hấp nước dừa. Ồ xuất sắc luôn. Cái gì mọi người ghé ủng hộ em. Dạ rồi cảm ơn em nha. Dạ cảm ơn anh. Rồi thôi xin chắc là phải xin khép lại video này tại đây. Và hẹn gặp lại quý bạn. Mình sẽ thông báo cho quý vị các bạn là lúc nào, chính xác là ngày nào mình sẽ làm cái chương trình tiếng rau tại Vũng Tàu. Rất khán giả. Dạ chị. Trời có gì có tóc vô đây uống tóc luôn á, thiệt á. Ai cái này là tóc mà nó anh bán anh chặn đi. Dạ rồi, để con mang về cho mấy đứa. Rồi tổng cộng bao nhiêu nè bà ư? Ừ. Thôi bao nhiêu con đưa bà nhiêu đi. Biếu thôi con không có biếu. Thôi đừng biếu. Thôi rồi cầm đi bà. Mấy đây là mấy. Ok. À đúng rồi. Mấy cái đứa đằng kia là ngày xưa ấy. Dạ. Ông ấy là bằng sống. Dạ. Ông nào ạ? Ông là trước đi, sống chết rồi. À.
Là ông mất lúc năm năm nào bà? Năm năm. Dạ. Mà chỉ cho chúng nó ở trên đi. Chúng nó ra chúng nó còn bắn xanh bà. Để bắt chạy chúng bà. Trời đất. Ở đây nó không có chung người đâu. Ở cái nước ở đâu đến. À dạ. Thanh niên. Vâng. Tới đây, quay là ra quay làm tìm đề tài tiếng rau nè, chắc sẽ giúp cô cụ làm nè. Có chị Vân đi với anh hả? Ừ. Bà xã đẹp gái chết. Dạ. Cảm ơn em. Anh là anh ăn bánh ngọt à? Ừ. Ăn bánh ngọt rồi. Ăn kẹo chỉ đợt trước xuống lớp. Sao trẻ đẹp trai ha. Trong hình xấu lắm đúng không? Không phải là xấu nhưng mà thấy hơi cứng chút rồi. Ừ. Ngoài sao trẻ măng vậy trời. Đâu có đăng điểm đâu, quay về luôn đó, có đăng điểm gì đâu. Ừ. Dạ, còn tôi một sữa. Dạ rồi, đợt sau em xuống em ăn nha. Dạ, đợt sau xuống ăn ủng hộ hết. Nói chung là ghiền bánh khọt lắm. Ở ngoài sao đẹp trai hơn nhiều nha. Ờ. Giờ có bà Vân tôi cũng khen nữa. Đã, giờ có gần tôi khen. Vui. Đúng rồi. Ủa ảnh chơi vô Khương Dừa. Ảnh chơi Khương Dừa vụ bắn sầu riêng á. Clip nào lên cũng coi hết trơn. Dễ thương. Nãy là con ấy cho chú đó đúng không? Con vậy chú đúng không? Con tên gì con? Tên Vân hả? Trời chú nghe tên đó chú mệt rồi. Tự nhiên chú nghe chú làm mệt liền à. Sao con không chọn tên nào, con chọn tên đó vậy? Hey, bé Vân ở dưới Vũng Tàu là nãy là người giúp mình á. À, là bé đã giới thiệu cho mình đó. Con lát ra ra chú nhờ con nghe. Lát ra chú nhờ con để kết nối bà để kỳ này chú xuống chú quay cái tiếng rao với bà ha. Anh chụp cho em tấm hình nha. Rồi. Chụp tấm hình kìa. Kìa. Kìa lên rồi chụp tấm. Bây giờ em chụp cái tấm. Đứng đây rồi, quá đứng đây quảng cáo luôn. Trời ơi. Chụp thôi lấy rẻ thôi nha. À, chụp chị, tấm nè, chị, chụp em, chị. Chụp tấm này sử dụng suốt đời nè. Chị thấy không bé Vân nè. Rồi, bé Vân là nhờ gọi cho bà để nè chị chụp giùm em. Chụp số 6 á. Chụp số 6 nha. Rồi thôi tấm này cho em xài mà cả đời em xài suốt muôn đời luôn nha. Đại sứ thương hiệu. Không có lần thứ hai đâu. Không đại sứ thương hiệu cho xe trái cây. Thôi giờ nói thiệt luôn là em xài cái này suốt đời thì em gửi cho anh chừng trời ơi xấu quá chị 10 tỷ nha. Dạ là 10 sao? Tỷ sử dụng hình ảnh anh suốt đời. Trời ơi em không hề sử dụng. Không dám đâu. Biết ngày bán được nhiêu mà sử dụng 10 tỷ. Không cho nợ luôn. Rồi cho nợ chừng nào trúng số hay gì. Biết chừng nào trúng số đây. Trời ơi sao mà nó cười tươi. Còn cái anh này không có cười. Làm lại thì chị đi chụp. Chị ơi chụp lại đi. Ông không cười miếng nào á. Chưa chụp cười. Chưa kịp cười. Rồi lại. Tí qua xe cá em chụp với em xong. Rồi được. Cứ 10 tỷ xài suốt đời. Sử dụng hình ảnh anh suốt đời nha. Trời ơi Hơ Lơ Men đã tới quán của mình. Rồi Thời tới rồi. Ủa trời, đẹp à. Đó, khác liền. Ok, khác liền. Thời tới rồi, lên. Rồi, ok. Thôi chị bút được không anh? Được, em lên thoải mái. Phải không? Nhớ nha, 10 tỷ, trả góp. Ngày đã 10 ngàn. Nhưng mà ly nước ép này bán có 15, 20 ngàn à. 10 tỷ, biết chừng nào mới kiếm được. Thôi, cứ ngày trả anh ly nước ép luôn rồi, ok. Rồi, về chừng nào, ngày nào xuống. Rồi, chuẩn bị tuần tới. Rồi, đây, đang tính. Cố gắng xuống sớm. Anh ghi chùm tấm ha. Rồi, chơi luôn. Đây con này chụp nè, con này chụp. Rồi, ok. Rồi. Đây rảnh quá mà đi chụp hình dạo nè bà con. Đây là người ghiền chụp hình. Đó, được không? Sao em chụp xa quá em tháo thấy được anh. Dạ, thấy hết á. Tại là cái vụ này được á, đại sứ thương hiệu. Bánh ngọt Sông Nhi nữa nha. Bánh ngọt Sông Nhi là cũng là quán mới ở khu 16 Huy Trường Tộn. Là bảo tự quảng cáo luôn rồi. Ồ. Thấy chưa? Của con
nó cũng trẻ là nó mới. Nói chung sáng nay là mình đi một vòng mình kiếm 20 tỷ đơn giản luôn. Đó, đại sứ thương hiệu. Đại sứ thương hiệu đó, hai người sáng giờ kiếm 20 tỷ rồi. Nhẹ nhàng. Giờ có ai muốn chụp hình đại sứ thương hiệu nữa không? Sáng nay. Chị bán nhãn, bán nhãn. Tấn công bán nhãn, bán nhãn. Rồi, chơi luôn, ký nhiêu? Ủa cái nào? Cái này 80, cái này 60 hả? Ủa nào, cái này 80 hả? Rồi, lấy anh ký đi. Ok. Dạ được rồi, bà lấy con ăn nó về bà. Mắc cười quá. Sáng sớm không có gì chị làm, đi phá làng phá xóm. Bởi vì nói trốn Sài Gòn đi, ở Sài Gòn là làm gì có cửa. Mà rảnh rỗi mà chạy tới cho luôn. Anh nhậu xỉn này đó, bà xã kia hoài cũng dạy cho anh. Rồi biết luôn. Bị chùm đá. Sao gì cũng biết tôi hết trơn vậy trời. Rồi đây em, ok. Rồi con xin ba cái nha, rồi hơi cất luôn em ơi, cất luôn. Ok em, rồi. Bà ơi, bây giờ con đây con gửi bà ít tiền. Không không không, cho bà. Cái này là của con biếu bà, giờ bữa con xuống con quay nữa nha. Hôm nào xuống về nhà bà nhé. Vâng. Có gì bé, có bé gì nè, bé Bé Vân ở cái tên này. Tôi cũng muốn nhắc lúc nào. Bà coi chừng nha. Ờ kệ, kệ Giang nó lấy dạ. Lần trước cho cũng cho như lại cho. Không, nhưng mà cái đó là cho con này trả tiền bà nè. Nãy bao nhiêu cây? Đúng rồi. Cái này là tặng thôi bà thôi thôi. Dạ thôi bà đừng. Nói cho tặng mà lấy xe lên thấy nó kỳ lắm. Không bà. Bà cầm không? Không lấy, lấy này lần sau rồi. Thấy chưa? Xịn chưa? Đó đưa mình mười mấy cây kẹo mà giờ đưa tiền không lấy. Thôi bà không lấy con khóc á. Không không bà cầm con cho bà nhiều. Không rồi, không thế. Sắp tới con sẽ làm một cái chương trình để bà kiếm ngày 2 triệu. Không. Thôi bà cầm không con để được. Đừng. Không không con trả tiền. Đúng rồi. Đúng rồi bà phải lấy chứ. Thôi con để đây, con để đây. Không, cái này con mua con này con biếu bà nha. Bà đừng có nói đùa cho bà cầm cho nó ngào ra cái đó con. Trời. Con nhiều tiền lắm bà đừng lo nha. Ai mà dám muốn lấy cái này vậy không bà nói thật. Thôi bà khóc luôn kìa. Ôi không có vui chuyện vui xong bà khóc hết vui rồi. Không nào bà à, lấy sẵn đồ người kiểu chị ăn nó nhiều. Không phải. Khóc luôn rồi. Thôi không vui. Lấy tiền nó thấy nó kỳ. Đâu có kỳ đâu. Con mua con trả tiền, còn cái tiền kia là con biếu bà. Nhưng mà quen biết mà lại thế. Đâu có quen biết thì quen biết thì càng quen thì lại càng phải như thế. Càng quen. Giờ bà đang khỏe là vui rồi. Càng quen nền cho đâu. Ăn nền cho đâu. Rồi hẹn gặp lại quý vị các bạn, hôm nay mình tìm ra được cụ Bình rồi. Như vậy là sẽ hẹn gặp quý khán giả Vũng Tàu nha. Chưa làm một tập nào ở Vũng Tàu tiếng rau hết. Tiếng rau 4.0 sẽ đến Vũng Tàu trong thời gian sớm nhất. Có thể là chủ nhật tuần tới hoặc là trễ nữa là chủ nhật tuần tới nữa. Nhưng mà mình chắc mình phải tính sớm. À, rất nhiều trường hợp đang cần comment giúp đỡ trong chương trình tướng rau. Cho nên là tuần tới mình dự kiến là mình sẽ đi Cà Mau nhưng chưa biết kế hoạch như thế nào. Sẽ sớm thông tin đến quý vị các bạn. Em sống ra nhà bà chơi nhé. Dạ, vâng. Con sẽ đến nhà bà con quay luôn. Đây bé này giờ là có bé Vân nè, đệ tử con có gì kết nối. Nhận đệ tử luôn. Rồi con xin phép bà nha. Vâng, rồi con lên xe con đi về Sài Gòn bà, con dạ, đi mấy. Cảm ơn tất cả anh em. Dạ, bà cố gắng dẫn bà ha. Dạ. Rồi hôm nay bà vui bán nha. Cho con rồi mà còn lấy tiền. Không thấy vậy chứ hôm mà anh quay cái hai ông bà bán bánh mì ở dưới Cần Thơ đó. Là bây giờ có một nguyên một cái hội dưới Cần Thơ lập ra nó giúp luôn. Vừa. Bạn tới giúp bà nghiệp mà bà không có con cháu không có ấy ông chồng thì mất cái đây mấy năm mà chú mất mấy nay mấy năm rồi chú người Đồng Tháp à chú người Đồng Tháp hả ô mà bà nhà ông dạ gia đình nhiều người giàu dạ không
mà không ai lo gì hết, không có giúp được cái gì hết. Không nghĩ gì đến cô đâu. Vâng. Nghe thấy thảm không? Nghe thấy nói chung là... Đấy hoài ấy, ông bán kẹo chỉ ra, ông làm gì? Ồ, ông bán kẹo chỉ luôn. Chết rồi, chết được 3 năm. Buồn ha, bà? À. Ông người Đồng Tháp nhà ông hiền lắm. Dạ, yeah. Không người Đồng Tháp, người miền Tây hiền lắm. Ừ. Người miền Tây là vậy, đặt với đại. Nói chung là... Biết tại vì sao mà lấy người chồng làm. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại vì nhà cô trước, bố mẹ cô cũng ở trong Sài Gòn ấy. Dạ. Nhưng mà chết hết rồi, con đứa em út ấy. Nó cũng chết, còn con nó ở bên Mỹ mà nó chẳng nghĩ gì đến cô. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô không có nghĩ gì đâu. Cô vẫn... Nếu mà ăn thì mấy cháu. Dạ. Hôm nay bà vui nha. Thôi hôm nay ít nước là con ngà, ngày bà vui vẻ nha, bà vui nha. Vâng. Thôi lấy tiền về uống thuốc nha. Vâng. Rồi dạ, bữa sau con xuống tiếp nha. Vâng. Bữa sau con xuống con quay bà một bữa hoành tráng luôn. Quay xong về trong nhà chơi. Dạ, có vô nhà, sẽ vô nhà quay bà, dạ. Rồi. Rồi, tạm biệt quý khán giả nha, mọi người đón xem tập tiếng rau. Một tập tiếng rau mình nghĩ vô cùng xuất sắc, bởi vì không chỉ là giúp đỡ những hoàn cảnh giống như là cụ Bình, mà tiếng rau còn mang lại những cái hình ảnh của quá khứ rất là đẹp đẽ, rất là đáng yêu của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và cũng như là các cái thành phố lớn của cả nước nói chung. Yeah. Xe kẹo chỉ này đúng là nghĩa là những món tuổi thơ, và bây giờ không còn thấy trên bất cứ, không còn thấy ở đâu nữa. Chắc chắn nhìn nó rất là thân thương, đúng không quý vị các bạn? Xin chào tạm biệt.